Đúng là cách ăn của một vùng miền nó cũng khác các bạn ha. Mình ấy, giống như mình ấy, ví dụ như bún riêu ấy, thì mình ăn ngập nước, mình ăn nhiều, thật là nhiều nước. Còn mì Quảng á thì là nước nó cứ sấp ít nước, rồi ăn kèm với lại đậu phộng với lại bánh phồng tôm hoặc là bánh đa, khi mà nhai thì nó rồm rộp ngon như thế nào các bạn. Đúng là nhiều khi mình nghĩ lại Việt Nam của mình đúng là nhiều món ăn đặc sắc đặc trưng của mỗi vùng miền các bạn ha. Gồm có nguyên liệu như sau nha các bạn. Sườn heo mình mua nửa ký, trứng cút mình luộc rồi nha các bạn, cái này là bột nghệ, đậu phộng, bột ớt, hành ngò, hành tỏi băm. Thì các bạn ơi, mình sáng nay á, mình đi chợ mà mình đi ba chợ luôn, Nam Bình, Cát Lở và Rạch Chừa. Mình đi hỏi cái mì Quảng á, hỏi riết vào trong chợ không ai bán luôn các bạn. Mình cũng vô điện máy xanh mình hỏi luôn mà cũng không bán. Thì người ta nói là nếu mà nấu mì Quảng mà cho gia đình ăn mà không có thì mình dùng cái bánh phở này cũng được nha các bạn. Thì hôm nay chị em mình sẽ dùng cái bánh phở này. Tôm sú một lạng mình đã cắt hết chân rồi nha các bạn, và cắt cái đầu của nó luôn. Và mình sẽ dùng với mì Quảng là bánh phồng tôm, tí mình sẽ chiên lên. Các bạn ơi, mì Quảng á, các bạn cũng biết là thường thì mình dùng bánh đa cũng được, mà có nơi á thì cũng dùng bánh phồng tôm cũng được nha các bạn. Thì nhà mình có bạn còn bánh phồng tôm thì mình sẽ dùng bánh phồng tôm ăn chung với mì Quảng đều ngon nha các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay thì nguyên liệu thành phần mình có giới thiệu ấy là mình sẽ nấu cho hai người ăn nha các bạn nhé. Bây giờ cái phần sườn heo này mình đã rửa sạch bằng muối và giấm rất là sạch rồi, thì bây giờ mình sẽ ướp gia vị các bạn ơi. Mình cho vào đây tỏi, hành băm một nửa thôi các bạn. Cái này là ớt Hàn Quốc nha các bạn, thì mình cho một nửa thôi. Mình sẽ nêm vào đây một thìa bột nêm, một ít muối và một ít dầu hào. Mình sẽ đảo gia vị lên cho nó thấm vào cái sườn heo này nha các bạn. Sườn heo này mình đã ướp gia vị rồi thì mình sẽ để ướp trong vòng 15-20 phút cho gia vị thấm vào sườn heo, rồi mình sẽ đi nấu vào nấu mì Quảng nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào, mình rang đậu phộng trước nha các bạn. Mình cho vào ít muối và đậu phộng mình rang. Đậu phộng mình chín rồi nha các bạn, mình sẽ nhắc ra ngoài thôi. Bây giờ mình sẽ chiên bánh phồng tôm nha. Dùng một cái nồi mới và mình cho một ít dầu vào. Bỏ hành tỏi băm vào mình phi. Mình sẽ bỏ cái sườn heo mà mình ướp gia vị rồi mình bỏ vào, mình rang cho nó săn thịt nha các bạn. Đây là sườn non đó các bạn, mình mua cho nên là nó nhanh mềm hơn là xương nha các bạn. Săn cái sườn non như thế này rồi mình cho thêm một ít bột nghệ nhé. Mình sẽ dùng nước sôi. Mình sẽ để cái nồi sườn non của mình nấu trong vòng 15-20 phút cho cái sườn nó mềm ra một chút xíu nha các bạn. Mình sẽ hớt cái bọt ở trên đi nha các bạn. Mình sẽ nêm vào đây một thìa rưỡi bột nêm nhé. Một ít muối, một ít nước mắm. Và mình sẽ nêm lại, em là có vừa ăn khẩu vị của gia đình mọi người nha các bạn. Sườn non của mình đã mềm rồi nha các bạn, thì mình lấy đũa mình nhí xuống như thế này thì đó, miếng thịt của mình chín rồi các bạn, mềm. Mình cho tôm vô, mình cho một ít bột ớt,
cho một ít trứng cút vào. Nồi mì quảng của mình đã chín rồi các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ múc ra tô, mời các bạn thưởng thức cùng với mình nhé. Đó, các bạn nhìn thấy đẹp không các bạn? Sườn non, tôm và trứng cút. Hello, xin chào các bạn trên kênh Cuộc Sống Hai chị em. Các bạn ơi, chị gái mình đã nấu xong tô mì quảng để cho mình dùng ngày hôm nay rồi nha các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình tô mì quảng để xem cái hương vị mà chị gái mình nấu cái mì quảng như thế nào các bạn nhé. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình. Nước đậu xanh này là hồi sáng chị gái mình đi chợ mua các bạn, mình mời các bạn nhé. Bây giờ tô mì quảng lên nha các bạn. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy cái phần topping ở trong cái tô mì quảng của mình này. Cái phần rau sống là mình để ở phía dưới để cho rau sống nó chín một chút quá các bạn. Rồi còn có trứng cút này, sườn non này, tôm này. Và đặc biệt ăn kèm với cái mì quảng là bánh phồng tôm nha các bạn. Còn đậu phộng nữa các bạn, đậu phộng thì mình đã dập ra rồi các bạn. Còn hành phi nữa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức cái miếng đầu tiên mì quảng các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt ít tắc vào nha các bạn. Thấy cái mì quảng này sẽ ăn kèm với lại bánh đa hoặc là bánh phồng tôm cũng được. Bây giờ mình sẽ xé nhỏ cái bánh phồng tôm ra để ăn cùng nha các bạn. Mình mời các bạn gắp đầu tiên nhé. Hương vị mà chị gái mình nấu cái nước súp để cái nấu cái mì quảng này các bạn là vừa ăn nha các bạn. Cái độ béo mình dùng kèm với lại đậu phộng béo thơm ngon. Nhưng mà có một điều á, cũng có thể do chị gái mình bỏ nhiều bột nghệ quá tay á các bạn, nên cái bột nghệ nó hăng cái mùi của bột nghệ nha các bạn, nhưng mà nó vẫn không lấn át cái vị thơm ngon của cái mì quảng các bạn nhé. Mình mời các bạn mình ăn kèm thêm với lại bánh bồng tôm các bạn ạ. Cút này các bạn, đúng là nó có cái vị đậu phộng vào nó có cái vị béo lắm này, tăng cái hương vị của cái mì quảng lên các bạn. Đúng là đậu phộng nó ăn hợp với lại mì quảng các bạn ạ. Còn đây là cái dĩa rau sống để mình ăn kèm với lại mì quảng nha các bạn nhé. Sườn non này các bạn, mình chấm sườn non với lại nước mắm. Nhìn thấy trong cái tô mì quảng ngày hôm nay của mình á, cũng giống như ở cái phần đầu video chị gái mình có nói ấy, các bạn, để mà bạn mua lẻ cái mì quảng á, thì rất là khó. Vì vậy á, là chị gái mình sáng nay đi ba chợ mà không tìm được mì quảng nha các bạn. Thì họ nói á, cái mì quảng này đa phần là họ bỏ cho các quán với lại các nhà hàng, mình mua lẻ ít khi có lắm. Nên vì vậy là chị gái mình có thay thế cái sợi mì quảng bằng cái sợi phở nha các bạn, thì cũng được các bạn ạ. Còn cái phần sườn non đó các bạn, chị gái mình ninh á, sườn non là ninh vừa chín tới vừa ăn luôn nha các bạn. Thơm ngon. Bây giờ mình sẽ bóc mấy con tôm này ra để mình ăn kèm với lại mì quảng luôn nha các bạn nhé. Mình bóc vỏ tôm ra các bạn ơi.
thấy những cái em tôm ú na ú nần này chị các bạn. Chị gái mình sáng nay mua những em tôm này tươi lắm các bạn ơi, mời các bạn nhé. Nghe tên món mì quảng này từ lâu rồi, từ cái hồi mà mình còn đi học ở trên Sài Gòn á các bạn. Nhưng mà mình chưa một lần nào mình ăn mì quảng luôn các bạn. Ngay cả khi mà mình đi học xong, mình đi làm, ra trường mình đi làm, rồi mình đi làm ở nước ngoài, mình cũng chưa bao giờ mình thử cái mì quảng này luôn á các bạn. Thì chị gái của mình á thì cũng có muốn là học cách nấu mì quảng xem như thế nào, tại vì hai chị em của mình cũng chưa thưởng thức qua cái món mì quảng. Do vậy mà ngày hôm nay chị gái mình á quyết định nấu cái món mì quảng cho hai chị em của mình cùng dùng thử. Bây giờ mình sẽ gắp một miếng to mì quảng này kèm theo tôm này các bạn ăn nhé. Kèm với lại bánh bồng tôm hoặc là bánh đa, đúng là hợp khẩu vị luôn đó các bạn. Đúng là hợp khẩu vị luôn đó các bạn. Từ nãy giờ là mình ăn, bạn nhìn là cái bánh bồng tôm, chỉ bánh bồng tôm mình ăn gần hết rồi các bạn. Miếng nước nhé, đậu xanh. Đúng là giống như là ở tập video trước ấy, chị gái mình có nói các bạn, nét đặc trưng của mỗi vùng miền đều có những cái món ăn đặc trưng riêng. Tập trước ấy thì chị gái mình có làm cái món bánh đa cua của Hải Phòng á các bạn. Đến cái tập video này á các bạn thì chị gái của mình lại học cách nấu cái món mì Quảng, là món đặc trưng của Quảng Nam. Chỉ cần nhắc đến mì Quảng là mọi người đều biết là của miền Trung ở xứ sở Quảng Nam rồi nha các bạn. Mà mình nghe chị gái mình nói á các bạn là cái nấu mì Quảng này á mình cũng có thể dùng sườn non mà cũng có thể nấu với thịt gà cũng được các bạn ạ. Dễ làm cũng đơn giản ha các bạn ha. Cái điều quan trọng giống như mình nhấn mạnh ấy, là cái tăng hương vị thêm ấy, là cái mì quảng. Nhưng mà chị em mình lại không có tìm được cái mì quảng để nấu, nên vì vậy thay thế bằng bánh phở các bạn này. Nhưng mà cũng có tương đối như mì quảng luôn các bạn. Với lại mình rất thích mỗi lần mà mình ăn ấy, mà mình ăn kèm với lại cái đậu phộng ấy, nó bùi mà nó thơm lắm các bạn, kèm với lại cái bánh bồng tôm này các bạn. Vậy mà lúc nãy á chị mình chiên bánh bồng tôm, mình nói chiên hết đi, chị mình kêu thôi chiên hết làm gì. Vậy mà bây giờ các bạn nhìn là mình đang cần ăn hết bánh bồng tôm luôn rồi các bạn. Mình mời các bạn nhé. Đúng là cách ăn của một vùng miền nó cũng khác các bạn ha. Mình á giống như mình á, ví dụ như bún riêu á thì mình ăn ngập nước, mình ăn nhiều, thật là nhiều nước. Còn mì quảng á thì là nước nó cứ sấp ít nước, rồi ăn kèm với lại đậu phộng với lại bánh bồng tôm hoặc là bánh đa, khi mà nhai thì nó rồm rộp ngon như thế nào các bạn. Đúng là nhiều khi mình nghĩ lại Việt Nam của mình đúng là nhiều món ăn đặc sắc đặc trưng của mỗi vùng miền các bạn ha. Mình ăn nốt cái phần sườn non các bạn ạ.
chị gái mình múc cho mình, làm cho mình cái tô mì quảng mình quá trời topping luôn các bạn. Sườn non, tôm, trứng cút, ăn mà no căng bụng luôn á các bạn. Mình đã dùng xong cái tô mì quảng mà chị gái mình nấu ngày hôm nay rồi nha các bạn. Đúng là cái tô mì quảng ngày hôm nay chị gái mình nấu á, đậm chất xứ Quảng, đậm chất miền Trung luôn á các bạn. Các bạn theo dõi video mà thấy cái cách nấu mì quảng của chị gái mình hay á, thì các bạn cho chị gái mình một like, cũng như là một đăng ký kênh, chia sẻ kênh YouTube Cuộc Sống Hai chị em mình các bạn nhé. Chị em mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình mến chúc cho các bạn có nhiều sức khỏe và thành công trong công việc. Chị em mình một lần nữa cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.